tôi luôn tự hỏi, những người phụ nữ khi chấp nhận lời cầu hôn, có ai từng lo lắng mình sẽ bước vào một cuộc chơi chịu nhiều thua thiệt? Tôi, Quỳnh An Kiều, vẫn sẽ luôn đứng về phía những người phụ nữ. Tụi em là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhất định sẽ giúp được anh. Anh làm hư cái điện thoại của tôi á, đồ sao chổi. Cô mới là cái đồ sao chổi đó. Đây, cậu Lâm, giám đốc công ty mai mối, Thu Bích. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ai ổn xưa. Mãi mãi trường tồn, mãi mãi cùng nhất. Chị, bây giờ nó đang lạnh cống luôn mà tụi em nói chuyện không nổi luôn á, mà chị còn hạ nhiệt độ xuống nữa hả? Có phải mày tắt nguồn máy tính của tôi không? Từ rài trở về sau á, cái đồ cá nhân của người ta làm ơn được có đụng vô nghe chưa? Cái công ty kia với công ty này nó không có liên quan gì với nhau hết. Nếu như mà trong 12 con giáp có con thứ 13 là con vua là mấy người đó. Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nha. Tên Lâm đó là một tên không đàng hoàng. Tại vì trong mặt đẹp mãi như vậy chứ bên trong là nhân cách thối nát hết rồi. Ê cái cô kia, tôi còn sống sờ sờ thì chưa chết nha. Tôi làm gì cô nói tôi vô trách nhiệm. Mình sẽ tiếp cận những người bên cạnh Kiều. Mai mối cho chị Kiều. Kiểu này là làm ít nhiều nhiều. Sợ người ta hay sao? Đi thái kia đi. Làm sao để xác định cậu ta có cảm xúc với con không cô? Cha chạm hả? Chị thích em. Tôi vẫn còn độc thân. Tôi không có bồ, cho nên là cô không cần phải lo về tôi đâu. Chú phải chứng minh cho Kiều thấy chú là một người đàn ông rất là tốt, rất là chu đáo, có thể chăm sóc được cho mẹ của cậu. Mình rất thích Kiều. Bấy lâu nay tụi mình là bạn, thì bây giờ cũng chỉ là bạn. Không biết là trong quá khứ của Kiều đã từng bị một người đàn ông nào làm tổn thương chưa? Là chồng của tôi, là ba của con Kiều. Ông không coi tôi là con, thì tại sao tôi phải coi ông là ba chứ? Những vết bầm này là anh ta đánh chị hả? Làm sao mà sống nổi trong một gia đình mà có một người chồng vũ phu như vậy hả em? Chung là anh ở con người phóng túng bậy bạ vậy luôn. Mà bà định bào hết của cải của ông Lâm để theo tình nhân mới hả? Ăn gì con cố này, bà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Bà tại nói với tại ai? Trên trái đất này mà có tuyệt chủng hết đàn ông, con không bao giờ để mắt đến mấy người đó trơn. Đón xem sitcom Văn phòng đại chiến phát sóng vào lúc 19:55 tối thứ hai đến thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2021 trên kênh HTV7.